trabalhar assim. Vamos lá. Ừ. Cái này nhà đứng cười. Cái này thì tôi đồ bên nghe thì vui cái tay mẹ tôi. Cái tay nhà khoái đứng cười mình đang bảo đấy. Uống mẹ mấy chị đi uống thuốc đau đầu cho khỏi để cho khỏe. Thì đau bụng thì uống thuốc đau bụng nữa. Còn ho là uống thuốc ho cho khỏe ăn lấy chồng cái tay nhà đứng là khoái khí sướng cười. Ok, no, chào bạn. Ok, hello. Chào các bạn, mình tên là Mateo. Ok, hello, chào các bạn, mình tên là Tukal Loya. Tao không? Tao bình nhịt. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Mà Nổi Viên Ốc Cuộc Sống Châu Phi. Thì bắt đầu video, xin các bạn cho mình một like, một chia sẻ và cái kênh Đông Mà Nổi Viên Ốc Cuộc Sống Châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực, ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều người khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Thì hôm nay anh em mình lại quay trở lại công trình gia đình em cắt ra nhà, xem quá trình làm việc của các bác thợ đến đâu nha các bạn. Ui là. Hello, đâu vô luôn. Anh làm vô đây. Chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Xin chào anh Dương. Không phải à? Đang quay à. Chào các bạn nha. Đây là Quang Dung nha. Anh chào bạn gái. Ê, chắc là em thử. Nha, sẵn chưa? Sao rồi? Quang Dung có cá. Có cá. Đâu giờ tên này kiểu ở gần hàng xóm này. Giúp có cá đây, nấu cho cá luôn. Giúp tâm nha. Ôi, về ấy. Về thôi. Như buổi các bạn ạ, buổi sáng thì nói cho các cháu, còn buổi tối, buổi chiều thì nói các chú. Mệt lắm các bạn ạ, nhớ phải cố gắng đấy, vui mà. Vui là được chứ. Vui được mà. Ok, chào nhá, chào chào nhá. Ok, chào các bạn nhá. Ok. Hình thương của Tem đang làm về nhé. Thì bây giờ anh em mình vào bên trong quay quá trình làm việc của bác thợ đến đâu rồi nhé các bạn. Thì cũng quay các bạn xem luôn, thì mấy hôm nay mình bận quá, mình không lên quay được như các bác thợ vẫn làm bình thường nhé các bạn. Mà ta đi xây các tay nha. Có xa các bên. Tôi đủ bên. Mua thử bên á. Tôi đủ bên rồi em ạ. Nay là các bác thợ đang xây kệ đấy các bạn. Anh mình cũng là nói các bác là xây hai bậc nhé các bạn. Thì ở trên một bậc là chịu như theo phong thủy của Việt Nam đấy, mình không biết gì phong thủy đâu. Thì mình cứ tính là đây một bậc này. Và đây là bậc thứ hai và cái bậc chịu này là bậc thứ ba. Đấy số nẻ này. Anh ta bông. Ông noi tare. Ta bonito. E poi sembra tutto di mossa senta aquí. E la. Ta bom. Tá bonito! Alugando! Viva! Tá bom, não tá bom? Tá bom. Olha o rico. Agora, cada já, faca pinta, faca meta mosaico. Ok. Tá bom. Tá bom. Bây giờ mình sẽ đi quay bốn quanh các bạn xem, các bạn thợ làm rất là ok. Nói chung là móng này cũng chát này cũng rất là ok này các bạn. Trên video mình cũng thấy rất nhiều bạn vào comment bình luận là bảo là mình là làm xây cho em cắt ra nhà cái hiên ở đằng này. Mình cũng biết là như kiểu cái hiên như kiểu Việt Nam mình đấy các bạn, thì thò ra một chút này và cũng xây cao lên một chút. Thì mình nghĩ thì em cắt ra nhà còn làm việc với mình thì sau này mình sẽ hướng cho em cái nghề các bạn. Thì ở chỗ này mình muốn để nguyên như thế này, rồi sau này có thể mình sẽ láng bê tông, mình bán tôn sau nhé các bạn. Thì để em đấy gọi là tận dụng cái hiên này, cái chỗ này để làm việc, làm nghề gì đó, hàn xì cơ khí hay là cái công việc gì đó. Công việc thì mình bây giờ hiện tại bây giờ thì mình đang còn cân nhắc nhé các bạn. Thì sau này mình sẽ giúp em đấy. Thế nên cái chỗ này mình cứ tạm thời mình để đây cho nó rộng đó, mình không xây hiên, và mình chỉ xây cái bậc lên xuống như thôi nhé các bạn, để lên xuống cho tiện đấy. Nên là mình cái chỗ hiên này mình chưa làm nữa các bạn. Đây bốn quanh các bác thợ cũng đây, hoàn thiện cũng đã khô hết rồi. Mấy hôm nay là mình là bận quá mình chưa quay được, nay mình đến là các bác thợ làm rất ok rồi. Ngoài ở trong thì cái móng này mình làm to nên là thừa bên ngoài cũng rất ok, vì hàng gạch nằm ở giữa nhé các bạn, ở bên trong cũng thừa nhiều. Cái móng mình làm to lắm, móng phải 5-60. Tudo bonito. Tudo metade, parabéns. Tudo metade, parabéns. Muito bonito. Tá bom. Bonito. Sim. Depois também. Também é bagaçado. Acabou casa. Eu tava. Momento, boca do dinheiro.
Ta bên. Dạ vâng. Phải có thưởng các bạn. Mới có nhìn bên ngoài thôi, như ưng ý đâu. Mình cũng ăn động viên các bác thợ được. Sau này khi hoàn thành xong nhà, khánh thành nhà là mình sẽ trả đúng tiền công và cũng sẽ thưởng thêm các bác một chút nữa nha các bạn. Đấy là mình phải động viên đấy. Cái gì ấy, làm tốt thì phải có thưởng. Đấy là truyền thống của người Việt Nam rồi, nên mình cũng nói các bác thợ. Hả? Để bôi, bôi mặt ta. Mai bôi ra rồi, đinh ra rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ta bôi. Xe nhà, mai cả đây. Tút đồ bay. Cắt này. Thế toàn tố. À, có bộ cụ. Mình đang chát xong rồi nó sạch sẽ rồi. Mình đang chờ mình đang đặt hai bộ ba bộ cửa đấy các bạn. Cửa phụ này cũng như cửa chính này là nắp xong cửa mình sơn là hoàn thành luôn. Ở bên trong là cũng là ổn hết này các bạn. Hôm nay mình lên mình quay sơ qua các bạn và mình cũng sẽ đo nền nhà mình đi mua gạch luôn. Và cũng đi mua gạch thì ngôi nhà này là tất cả mình cũng nói là ngôi nhà này như ban đầu mình cũng nói là ngôi nhà này là của chị Vân Trần là giúp đỡ gia đình mẹ con em gia đình em cắt ra nhà làm ngôi nhà này và mình chỉ giúp công đấy các bạn. Còn bây giờ đi mua gạch là mình cũng tính là hôm giờ mình đi mua gạch luôn để về ngày mai mình muốn là cho bác thợ là láng nền luôn. Thì mua gạch thì mình muốn là để cho em cắt ra nhà đi em chọn vì nhà của em đấy giúp là giúp chị Vân giúp rồi nhà của em đấy và mẹ con em đấy mình giúp công như là chọn màu gạch gì thì mình muốn là để cho em ấy ưng ý nha các bạn. Cả đời mà ở nhà mãi mãi mà mình đi giúp công mình không biết là chọn cái màu gì mà chọn là cái màu em ấy không thích thì tội em đấy, nên là mình sẽ đưa em đi trở lên thị trấn chọn gạch mình sẽ trở về nhà có thợ lát cho em đấy. À, các anh nhỉ? Này. Áo của con mà đang mua giày cũ. Đấy không? Để xà các anh nhà hai chung thủ công nhìn cũng. Và anh nhìn ra qua thì con. Con mà đang, yêu con mà đang. Ta đi. Chị kèm không? Nếu nó xây mua thêm cái đồ qua thì cổ này. Hả? Để xà mua thêm cái này vé. Mua thêm cái này. Cái kia ông kia đồ ba la không cổ. Bao con mà là vô xe kiểu bà đê tử bao lục con mà là áo là vô xe của tao bà đang cùng yêu con mà là bà đê tử đấy nè rất là bốc cảm ơn sướng kia thì nếu này thì đây mình bảo rồi già ông cả ông nên ông chọn không là chẳng hạn ông thích màu trắng mình thì mua màu đen về ông này không ưng ý thì cũng tội, nên là tốt nhất là cứ nên ông thích lấy màu gì đấy mình trả tiền và mình trả về đây cho để các bác thợ làm cho ok đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đo vấn đề. Anh em đây kia làm cái gì? Đang đổ dây làm gì? Sao đẹp có làm gì rồi? Ok, anh buồn. Anh Mosa, bác cha ông Masaman, anh đang làm muối từ Bonito, cái làm men đồ, làm bánh. Cứ đi làm cùng với mình mà sau này mà có mình cũng có điều kiện mình giúp được cái gì là mình giúp thôi. Vì em này là tuổi còn trẻ các bạn, em bắt nhà tuổi cũng đây trẻ còn trẻ mới có 16 tuổi, còn nhà mình nhà ấy sau này đỡ tôi là xây tường nên thôi mà làm hai tầng nên cái gì cũng không ra nên là làm mày đi ôn bên thì mày được ôn bên này gì đâu yêu thì đã là Việt Nam này là đôi với cả lên lên mua được buôn đi đồ nhà mình làm rộng lắm các bạn quá trời. Năm mét tám và năm một chiều năm mét tám đã đạt là các bạn nhỉ.
chiều là 4m20. Cũng đúng 4m20. À vâng. Thì mình ngôi nhà mình tính là 24m các bạn. Mà mình cứ tính cả mình ốp ở chân tường thì mình lấy 26m các bạn. Là lọt lòng trong ngôi nhà này là 24.3m², tính là gần như là 25m², cái chỗ trên tường là mình sẽ lấy 26-27m. Thì bây giờ mình sẽ đưa em các anh nhà lên thị trấn chọn nha các bạn. Thì để em ấy thích chọn màu nào thì mình mua cho em đấy. Nhiều ông nhất là đi gặp cô. À và mình cũng nói cho các bạn để các bạn biết nhé, mình thì như theo ý mình thì ngôi nhà đã xây đã hoàn thiện thì cũng gọi là được 90% rồi, và mình chỉ ốp gạch dưới nền thôi các bạn. Thì mình có dự định là sau này em cắt nhà, còn đi làm việc của mình đi thì mình sẽ sau này nếu mà em muốn được ngăn phòng riêng này thì mình sẽ sau này mình sẽ mua sắt, mình sẽ hàn khung, mình sẽ ngăn cho em sau đi các bạn. Thì rất nhiều bạn vào bình luận và là ngăn phòng nữa, mới là đóng phòng riêng cho hai mẹ con em đấy. Nhưng trước mắt thì tất cả ngôi nhà tình thương thì anh em mình cứ xây, trước mắt là xây như thế này đấy. Thì sau này nếu em muốn ngăn phòng thì mình sẽ giúp em đến sau. Còn là nên là chân là mình không đóng nha các bạn, thì mình để thế này đấy. Thì tất cả các bác thợ làm rất là ok, rất là kín, tường này, tôn này, nói chung là rất là ok rồi. Mình nghĩ là sơn lên là rất là đẹp, nên là tạm thời là cái trần chưa đóng các bạn, mình chỉ nát nền cũng như sơn để cho mẹ con em ấy vào ở. Còn vì sao mình chưa đóng trần thì mình cũng có dự tính của mình là sau này mình có căn phòng ra thì mình không phải tháo tấm trần thì rất là lãng phí. Để mà bây giờ mình đóng trần này, sau mình làm ngăn phòng mình hàn sắt mình kéo xuống đi, hàn khung lên thì cũng rất là lãng phí các bạn. Nên là tạm thời trần mình chưa đóng vì cái thời tiết bên này châu Phi, nhưng mà thời tiết nhiệt độ của nó rất là mát đấy các bạn. Trời ngoài trời nắng nhưng mà gió rất là mát. Nhiều bạn bảo nhà mái tôn ở nóng nhưng không phải các bạn. Thì ngoài trời luôn có gió rất là mát. Nên đứng ở dưới nhà mái tôn này nhưng vẫn cứ mát lạnh như các bạn. Đây. Thì bây giờ mình sẽ đưa em các anh nhà. Mai cho được vai rồi. Đây cái được vai rồi tôn đàn không là môn này của tôn rồi. Các anh đâu? Mình hỏi là bây giờ mẹ có muốn đi cùng với em các nhà lên chọn không? Nhưng mà mẹ bảo không, mẹ bị đau đầu. Ăn ngon luôn em các bác ạ. Đau đầu. Đây là cái tên. Đây, bà đi gần. Đi. Ra tên này, chắc là có tên được là phải đi gần. Đây. 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 Ở dạ rồi. Ta đây. Mẹ em đi đau đầu không đi được nhé các bạn. Thì mình bảo để mình lên thị trấn mình mua gạch tí mình dẹp vào hiệu thuốc, mình hỏi bác sĩ mình mua giúp. Ta rồi, có thể này. Ha. Ok nha các bạn, thì anh em mình cũng đã lên đến thị trấn rồi. Bây giờ mình cũng đã đến cửa hàng của người Tây Á bán vật liệu xây dựng mà anh em mình vẫn hay mua nha các bạn, để cho em cắt ở nhà vào chọn gạch nha các bạn. Mình sẽ mua thì trả tiền đưa về lát nhà cho em đấy nhé các bạn. Áo vào trước khi cắt nhà vào.
À, các anh nhỉ, áo là mua theo vé tu đúng, mua theo của gì, thế cả mua theo của buôn này tu, qua này à cô, mua xe kia đúng, mua phần này yếu này không, cái vé vé tu đúng, rất là nhiều này gạch các bạn. Vé. Nào về style mosaic. Aqui é um bonito. Tá bem. Hã? Irmão. Oi. Vai aqui. Màu này nhìn đẹp không? Các anh nhà thích màu này các bạn. Aqui grande. Sete tá nó thấy. Ok. Được cái màu gỗ đẹp bóng cái này mà không có 60 các bạn. Giờ thôi. Giờ mới thì phải nát 60 cho đẹp. Aqui não tem garante. É que não meta a casa você. Mora com 70. Fica bonito. Aqui 40. Não fica bonito. Hã? Tem um pé outro. Nói chung ở bên này họ bán cũng đa dạng như Việt Nam mình. Vào cửa hàng ít loại lắm. Cái chống trơn. Nhỏ. Hả? Yeah, in the mouth. Cái này cái màu này nhìn tối tối. Ấy. À kia tính. Qua. Ấy. Nó tính. Nó tên. TS. Người nào? Ellie. Chefi, cái đồ ai? Chefi, cái đấy. Ừ, được cái màu em cắt ra nhà thích không quá các bạn. Màu này thích mà nó không có, có thể có tờ kia. Ừ. Màu này như kiểu màu giả gỗ ngâm ấy mà không có. À kia nó tên, anh vô cùng. Cái nhà em mình mua là gạch 60 này. Gạch 60 này nhà em đấy là mình mua 21 thùng, một thùng để cắt chân lên 24 m² đấy các bạn. 24 m² là mình tính là 20 thùng đây. Có một thùng nữa để cắt chân nền thì vừa đẹp. Ok nó. Nó sợ bên kia ra sợ ông yêu về. Deixa eu. Essa é igual a essa, tirar essa, é? Não, você não fica de pé de gama, não. Não, não vou ficar de pé. Aqui já bateu, tira outro. Aqui bateu nisso. Não, velho. Tira onde está a caixa? Essa caixa. Aqui? Sim, tá bom. Aí? Tá bom. Hã? Tá bom. Ông cắt ra nhà thích cái màu này, mình nhìn cũng thấy đẹp đẹp này. Màu như kiểu gạch giả đá này các bạn. Như kiểu là gạch gần vỡ. Tiếp mục đi con thì bạt tiêu. Nơi. Bà bây. Mà thế kia rồi, ông qua mà nào kia, ông qua mà nào. Linh nhìn nó tên đường Nam. Nó ba cả, nó có xe ba cả. Đúng không? Nó no, tên vui, tên vui ai kia. Nó thì ta bắt đầu. Anh đi Việt Nam mình ta. Vâng, vâng, vâng. Anh đi xuống đường mạng. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Em cắt ra nhà là chọn lấy gạch này nhé các bạn. Có thể không? Cái bùn này tụi nào? Đẹp không? Đẹp tuyệt vời. Đẹp vời. Đúng không? Đẹp sao? Cái tụi bùn này tụi nào? Đa bùn. Đa bùn. Đa bùn. Đa bùn. Hả? Đa bùn. Mua tụi bùn này tụi nào? Đa bùn. Đa bùn. Đa bùn. Đa bùn. Đa bùn. Cắt ra nhà này thì kè rồi. Đa bùn. Đa bùn. Eu não vê, sou cá da nhà. Tá bonito. Vê, tem bom. Tá. Ok nhé các bạn, thì gạch thì em cắt tại nhà cũng đã chọn xong và mình cùng Mateo cùng mấy cắt tại nhà đã đưa về đến tận nhà em rồi, thì để bữa sau mình sẽ nói các bác thợ lát nền nhé các bạn. Thì nhà của em đấy thì gạch màu gì là em đã chọn quyết định.
Ahora, vos ya quedó aquí, ya no no fan abajo, no. No me hago sé, no veo, ¿ah? Mình có nói đấy, chọn ưng ý màu này là mình mua cho màu này rồi. Giờ nó có vấn đề mà ai chê là đừng báo mình là mình chọn màu. Đấy là em mới chọn nhé. Thì mình cũng nói chuyện nói thì mình cũng cố vấn thêm, mình thấy màu này cũng là rất là đẹp các bạn. Nói thì nói vậy thôi. Nhưng màu này là màu gạch giả đá này, họ làm rất giả đá cũng rất là đẹp. Mà mình cũng tư vấn thêm là nên là mua gạch 60 cho lát cho nó sang cái nền nhà các bạn. Cái gạch cắt ra nhà mới đầu lát gạch 40-40 nhưng màu thì đẹp nhưng mà không có loại gạch to nên là mình cũng mới cắt ra nhà cũng quyết định là lấy gạch này. Aki tao bầu. Tao bầu. Aki tia đâu? Có đây anh xin mời. Aki anh thì nó tên Potter. Sí. Dọp à. Tạ tạ tạ. Manda. Tú rồi vậy anh đưa anh đi mới và một giây cuối mới tao lấy xin mời. Sí. Cái đó nuôi về con này. À quên. Cô gái hôm nay này bị ốm vừa nên bảo là đau đầu đau bụng nên mình đã mua thuốc đi rồi. Aki đâu ra men à không nào mới tập con men được. Ra men. Ra men. Aki. Ok. Tập con men được. Ra men. Aki. Cabeza. Ra men. Sao anh nói thì bé bé sống. À bên nhà để bên nhà bé bé sống. Ra bên. Aki, đôi, ba đi cả. Sao ta bên bebe sợ? Để gặp sợ ống, ta bên. Hôm nay, đau đầu, còn đau cả bụng. Ta bên, đấy. Ta bên. Thôi các bạn. Trước khi sau là nên xe đi mà. Là cả ho đấy, có cả thứ ho luôn. Aki. Ok, xe đột. Sao đấy? Ok. Cứ ho. Dạ. Chăm như em bé này. Ok, ta bù nhìn. Để khỏi em lấy chồng. Ta bù nhìn. 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 Si, si, ta bù. Ta bù nhìn. Ta bù nhìn. Bố nè. Cắt ở nhà đứng cười. Thế là anh đi ta bên. Tôi đồ bên nhìn thì bôi cắt ra mẹ. Cắt ở nhà khoái đứng cười mình đang bảo đấy. Uống mẹ mấy chị đi uống thuốc đau đầu cho. Cho khỏi để cho khỏe. Đau bụng thì uống thuốc đau bụng nữa. Còn ho là uống thuốc ho. Cho khỏe ăn lấy chồng cắt ở nhà đứng ở phái khí sướng cười. Hả? Điệp bối. Tô mà. Cái cây cabeza. Ba xa. Ta bê. Ta bê. Dung đồ. Ta bê. Điệp phó xa. Ta bê. Ta bê. Thì ok nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng đã chở gạch về đến nơi rồi. Và mình bây giờ mình cũng để cho anh em tập trung bốc xuống nha các bạn. Thì video hôm nay mình cũng xin dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ vào cái kênh Đông Một Đồ Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên miền núi Châu Phi nha các bạn. Chào các bạn. Alleluia. Muito obrigado, Signore.